Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý anh chị nha. Hôm nay là ngày thứ bảy của anh chị ạ, tại dự án Vinomotion Park Gia Lâm. Thứ bảy thì quý anh chị chúng ta biết rồi, bây giờ thứ bảy chủ nhật thì Vinomotion Park dù là dịch nhưng mà mọi người cư dân đã về định cư sinh sống, đặc biệt là cái tòa chung cư phân khu Sapphire 1, phân khu Sapphire 2 bây giờ đã rất là đông và xe cộ đi lại rất là nhiều quý anh chị ạ. Chính vì vậy mà dù là dịch nhưng mà hầu như các cái con đường tại Vinomotion Park những ngày cuối tuần đều vẫn rất là đông. Bây giờ đang là 6:30 buổi chiều của anh chị nha. Thời tiết thì như ngày hôm nay thì cũng không không phải nắng lắm, tại vì mấy hôm trước thì rất là nắng, thời tiết toàn 40 45 độ, nhưng mà hai ngày hôm nay thì nó dịu bớt rồi. Thì hôm nay cuối tuần thì Thiên Định cũng xin phép được quay lại cũng như là ghi hình lại những cái không gian cảnh quan để quý anh chị chúng ta có thể thấy được cái cuộc sống sinh hoạt cũng như là thấy mọi người tại Vinomotion Park những ngày cuối tuần lượng cư dân sẽ có đông hay không, đúng không ạ? Quý anh chị nhìn chúng ta có thể nhìn thấy được là đặc biệt là buổi chiều bây giờ những cái hoạt động như là thể dục thể thao, đi bộ, dạo bộ ven 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 hồ rất là đông, và mọi người thì định đều thấy là mọi người đi thì đều có đeo khẩu trang, đúng không ạ? Như Thiên Định đi chạy thể dục mà Thiên Định vẫn phải đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang rất là khó thở luôn, tại vì mình chạy mình thở 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 mạnh. Nhưng mà bắt buộc mà mình phải tuân theo những cái nguyên tắc phòng dịch, cho nên mình bắt buộc phải đeo khẩu trang để vừa bảo vệ cho mình vừa bảo vệ cho những người xung quanh, đúng không ạ? Thời gian vừa rồi dịch thì cũng khá là ảnh hưởng, nhưng mà riêng đối với dự án Vinomotion Park thì Thiên Định chia sẻ với quý anh chị chúng ta là những cái lượng giao dịch mua bán tại Vinomotion Park vẫn rất là nhiều. Mọi người vẫn quan tâm rất nhiều, vẫn đi xem rất nhiều và vẫn mua rất nhanh. Đấy, thời điểm vừa rồi thì mua bán rất là nhiều, nhưng mà Thiên Định thấy được là cái giá của Vinomotion Park nó cũng chững và so sánh với cái mức giá trước từ cái thời điểm mà dịch ấy, thì đợt này cũng nó cũng dịu đi, và mọi người nếu như ai đang đầu tư mà khả năng là muốn thanh khoản và muốn kiểu như là thu hồi vốn về, đúng không ạ? Hoặc là muốn đầu tư một dự án mới thì là quyết định bán nhanh hơn, đúng không ạ? Quyết định bán nhanh hơn. Hiện tại thì bên phía chủ đầu tư còn đang tổ chức hái xoài và phát cho cư dân của anh chị nhá. Đấy, đang tổ chức hái xoài và bây giờ sẽ phát kiểu như là tặng tặng cho cư dân. Đấy, các cái cư dân như cư dân các cái tòa chung cư thì mọi người sẽ được nhận ở ngay tầng 1 của chúng ta. Bên trái của chúng ta là tòa S209 này, bên phải là S210 này. Thiên Định đi thẳng đây sẽ là đi xuyên qua khu Sapphire 1, đúng không? Chính vì dịch nó bùng phát như thế này mà Thiên Định thấy là mọi người đi thể dục thể thao nhiều hơn. Hầu như là mọi người đều hiểu rằng là nên bảo vệ sức khỏe cho mình, đúng không ạ? Cho nên mọi người đi tập thể dục thể thao tại Vinomotion Park bây giờ Thiên Định thấy rất là đông luôn. Đây, bên trái của chúng ta là tòa S101. Tiếp theo là S108. Thiên Định sẽ đi ở bên khu cao tầng, sau đấy Thiên Định sẽ đi sang khu thấp tầng của anh chị nhé.
có rất nhiều quý anh chị chúng ta thời gian vừa rồi là quyết mua rất là nhanh. Tại vì cũng có rất nhiều quý anh chị chúng ta cũng đã cân đo đong đếm thời gian khá là dài rồi. Và đúng không ạ? Và qua cái thời gian vừa rồi thì giá của các khu nó cũng chững lại một xíu, thì nó khớp được với cái mức giá mong muốn mà quý anh chị chúng ta mong đợi, thì là mua bán khá là nhanh. Giá chỉ có chững thôi chứ không giảm quý anh chị nhá. Trên đỉnh chưa thấy căn nào giảm cả, mà chỉ gọi là chững giá lại thôi, vẫn giữ mức giá đấy và vẫn giao dịch thường xuyên, đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ đi ra khu thấp tầng này. Đi thẳng lối này chúng ta sẽ ra đường 52m, đại lộ trục chính tại dự án Vinhome Ocean Park của anh chị nhá. Hôm nay thì Thiên Định chia sẻ với anh chị chúng ta là thời tiết nó không nắng lắm, nhưng mà buổi chiều bây giờ hiện tại thì cũng không có gió đấy, hầu như không có ít gió, cho nên buổi chiều như này là cũng khá là nóng, chạy thể dục cũng khá là nóng. Mỗi hôm là thời tiết là có gió cho nên là rất là mát, đặc biệt là gió từ hồ thổi lên đấy. Đấy thì nó mát, nhưng mà hôm nay Thiên Định thấy được, lúc nãy Thiên Định dẫn khách thì hôm nay hầu như là rất là lặng gió, không có gió lắm. Đấy, Thiên Định sẽ đi đây và Thiên Định sẽ quay lại để đi quanh vòng hồ Vinhome Ocean Park của chị nhá. Hồ là hồ 24,5 m, là một trong những cái tiện ích đẳng cấp nhất tại dự án Vinhome Ocean Park, mà hầu như mọi người đến đều rất là thích khi chúng ta ra bãi cát trắng dài, đúng không ạ? Cùng những rặng dừa xanh làm cho cái con người của chúng ta cảm giác nó rất là thoải mái. Những cái hình ảnh, những cái khung cảnh tại dự án Vinhome Ocean Park nó luôn luôn nó giúp cho quý anh chị chúng ta neo giữ chụp và giữ cho mình những cái hình ảnh đẹp để sau này khi mà tầm 5 đến 10 năm nữa chúng ta đem ra chúng ta xem, thì đó là những cái kỷ niệm mà hầu như là Thiên Định chia sẻ luôn là những cái hình ảnh Thiên Định quay như này là cũng mong muốn của Thiên Định là để tầm khoảng 5 đến 10 năm nữa quay trở lại và xem lại những cái video của mình làm, thì mình mới thấy được là thời gian nó trôi đi và những năm tháng đấy nó là hình ảnh như vậy và bây giờ nó như thế này, đúng không ạ? Thời gian thì vẫn cứ trôi, chúng ta neo giữ những hình ảnh đẹp bằng cách là ghi lại và chụp lại những cái hình ảnh đẹp để sau này chúng ta kể lại cho mọi người xem, đúng không ạ? Như này như kia thì thế nó mới ý nghĩa. Chắc chắn luôn bây giờ cô anh chị chúng ta nhìn lại những cái bức ảnh ngày xưa mà bố mẹ chúng ta chụp cho chúng ta, đúng không ạ? Thì cảm giác rất là ý nghĩa, rất là hay luôn. Đấy, mọi người thấy không ạ? Mọi người đi thể dục thể thao rất là đông. Chính vì kiểu như là buổi chiều mà thời tiết nó mát mát như này, mọi người đặc biệt là thời kỳ dịch bệnh như này thì kiểu như là mọi người lại thấy là cái thời gian rảnh nó nhiều hơn, đúng không ạ? Thì buổi chiều thì cái lượng người tập thể dục nó cũng đông hơn, vui hơn, đi toàn đi theo nhóm, đi theo top đi tập thể dục. Nhưng mà như này thì cũng nếu như mà an toàn thì chúng ta cũng nên không đi theo đoàn, đi riêng lẽ, cách nhau mỗi người bây giờ là không phải 2 m nữa rồi mà 10 m rồi, đúng không ạ? Thiên Định ví dụ như Thiên Định ra chạy thể dục và Thiên Định nếu đi là Thiên Định toàn phải né thôi, né để mình không ảnh hưởng đến người khác, người ta cũng ngại, đúng không? Đấy, thì mình vừa bảo vệ cho mình vừa bảo vệ cho mọi người xung quanh. Bây giờ là cứ tầm khoảng 6 giờ, hơn 6 giờ là chủ đầu tư đã lên đèn rồi. Đấy, nhìn rất là đẹp và lung linh của anh chị ạ. Sống tại một cái môi trường sống rất là lý tưởng, đúng không ạ? Đầy đủ những cái tiện ích đẳng cấp, lại giúp cho cô chú anh chị chúng ta có một cái môi trường sống nó lành mạnh. Đấy, đấy, mọi người chạy thể dục cũng rất là đông luôn. Tại Vinhome Ocean Park thì cũng có những cái group của
cư dân như là group Ocean Park Running, là câu lạc bộ hoạt động của những người chạy thể dục, chạy bộ đúng không ạ, thì mọi người cũng có thể tham gia chạy cùng cho vui đấy. Rồi có những cái group như là Vinhome Ocean Park có gì là chia sẻ về các cái mặt hàng, cái thương hiệu đấy, mua bán kinh doanh, ăn uống, rồi nói chung là tất tần tật, cái gì trong group cũng có, mọi người thì cần gì thì cứ vào và là có. Rồi có những cái địa chỉ, rồi chi tiết luôn, có số điện thoại, ăn uống cần gì chỉ cần gọi ship là tới của anh chị ạ, rất là tiện. Có cả Vinhome Ocean Park có cả cái sổ tay của anh chị nhá, có sổ tay của Vinhome Ocean Park luôn, sổ tay của khu đô thị là trong đấy cũng cập nhật rất nhiều các cái thông tin đấy. Tất cả các shop đấy, hiện tại đang có mặt tại Vinhome Ocean Park đều được cập nhật vào. Thời gian vừa rồi là những cái căn ở mặt hồ Vinhome Ocean Park rất là sôi động, tại vì mọi người mua bán giao dịch rất là nhiều. Chính những cái con đường như này, con đường IO01 này sau này chắc chắn là chỉ để dạo bộ thôi, rồi để đi xe điện thôi, chứ thực ra là sau này tin chắc rằng cũng sẽ không xe cộ sẽ không đậu ở đây, và chắc chắn sẽ đây giống như là cái con đường để chúng ta có thể ngắm cảnh view hồ, view biển, view quảng trường đúng không ạ? Còn cái trục đường chính sẽ là trục đường IO2, lúc đấy mọi người sẽ đi qua đi lại đông đúc hơn. Đấy, hôm nay này, quý anh chị nhìn hôm nay quảng trường khá là đông, hiện tại bảo vệ đã không cho rồi nhưng mà không cho tụ tập rồi, nhưng mà cái lượng người tới tham quan cũng như đi chơi tại quảng trường cũng rất là đông quý anh chị. Tại Vinhome Ocean Park thì cũng có một trường hợp tại tòa S202 tầng 11, tại tòa S202 đấy, thì cũng cái tòa đấy là cái tầng đấy cũng đã cách ly rồi. Một trường hợp dương tính tại tòa S202 bị nhiễm dịch Covid, nhưng mà cũng đã cách ly và cũng đã xử lý, và nói chung là tại Vinhome Ocean Park thì bây giờ Thiên Định đang thấy là khá là an toàn đấy. Không gian cảnh quan cũng rất là đẹp đúng không ạ, là một cái môi trường cho chúng ta có thể là thoải mái thể dục thể thao, nhưng mà không vì đó mà chúng ta lơ là coi thường đúng không ạ, mà hầu như là đấy, ai đi thể dục thể thao chúng ta đều đeo khẩu trang. Tại vì dịch Covid đợt thời điểm vừa rồi là có một cái trường hợp mà không bị bệnh lý nền đúng không ạ, rất là khỏe mạnh, nhưng mà chỉ bị nhiễm virus Covid thôi mà đã tử vong, coi như là nó rất là ảnh hưởng, kiểu như là nó giống như là nó đã nguy hiểm hơn cái chủng cũ rất là nhiều, chủng này chủng mới nguy hiểm hơn cái chủng cũ rất là nhiều. Rồi cũng có rất nhiều cái trường hợp rất là khỏe không bị bệnh nền nhưng bây giờ cũng đang rất là nguy kịch. Đấy. Trung tâm thương mại thì là cũng vì lý do dịch bệnh cho nên là mọi người cũng vào trung tâm thương mại ít hơn đúng không? Mọi người cũng ít tụ tập hơn. Các quán cà phê tại Vinhome Ocean Park thì cũng đa số đều là đóng cửa rồi đúng không? Rồi các cái
các cái căn mà đang thi công thì Thiên Định chia sẻ với chị chúng ta là vẫn vẫn đang thi công nhá. Hiện tại chủ đầu tư vẫn đang cho phép vẫn thi công tiếp tục chứ không phải cấm thi công hay là không được thi công mà vẫn thi công bình thường. Còn nghĩ hay không thì cũng là do chủ nhà hoặc là do đội thợ thôi. Chứ còn chủ bên phía chủ đầu tư là không không có cấm thi công mà mọi người vẫn có thể là thi công được. Hiện tại Thiên Định đang đi trên trục đường 30m, đại lộ trục chính tại phân khu Sao Biển. Con đường này là con đường huyết mạch của khu Sao Biển. Mỗi phân khu đều có một cái con đường lớn. Sao Biển thì có con đường này là con đường lớn này. San hô cũng vậy, Ngọc Trai thì cũng vậy. Ngọc Trai thì đường trung tâm. Thời điểm vừa rồi Ngọc Trai tăng giá rất là cao đấy cô anh chị ạ. Rất nhiều, có một số khách hàng từ Ninh Hiệp qua mua rồi một số khách hàng khác sang, đây là gọi là mua bán rất là nhanh, làm cho giá của cái phân khu hai phân khu đảo Ngọc Trai tăng rất là mạnh. Đôi khi ấy cô chú anh chị chúng ta không biết, đôi khi chỉ cần một hai khách hàng đi lùng sục thôi, gọi điện cho hết sale này sale kia thôi thì làm giá thị trường cũng đã sôi sục, nó tăng lên rồi. Nhưng thực ra là nhu cầu thì nhu cầu thật, nhưng mà cô chú anh chị cũng là, nếu như cô chú anh chị tôi quan tâm thực sự, chỉ cần nói chung là chỉ cần một hai đội sale thôi đấy là cũng đã bao trùm được hết các cái thông tin cũng như là cơ bản về cái dự án Vinhome Ocean Park rồi, không cần phải tham khảo quá nhiều đội để rồi làm cho cái thị trường nó nóng sốt lên này kia, đúng không ạ? Thực ra thị trường thì các cái căn bán thì nó cũng có như vậy thôi, các cái đội sale các cái sàn thì đều có cái thông tin là hầu như có hết. Như sàn của Thiên Định là Thiên Định chia sẻ với anh chị cũng là Thiên Định lúc nào cũng cập nhật và bao trùm toàn bộ thông tin căn nào chuyển nhượng ngày này ngày ngày nào chuyển nhượng căn nào, thông tin giá thay đổi như nào, căn nào rẻ căn nào hợp lý, khu nào là Thiên Định đều cập nhật từng ngày. Thiên Định ngồi Thiên Định soi từng chi tiết từng căn và chia ra giá để làm sao để thấy được à cái căn này nó phù hợp để mình có thể giới thiệu được cho khách hàng. Đấy. Thì nếu cô chú anh chị chúng ta quan tâm đến dòng thấp tầng, Thiên Định chia sẻ là bên sàn Thiên Định chỉ làm về dòng thấp tầng là dòng biệt thự tại các phân khu như Sao Viễn, Hải Âu, Ngọc Trai, San Hô. Đấy. Thì nếu cô chú anh chị ta quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại hotline là 0907 459 550 của anh chị nha. Và hiện tại văn phòng của Thiên Định đặt tại Hải Âu 2, căn số 36 tại dự án Vinhome Ocean Park. Thiên Định đọc lại là địa chỉ là Hải Âu 2, căn số 36, shop house nằm trên trục đường 30m tại phân khu Hải Âu ấy nhá. Đấy, số rất là đẹp luôn. Số Hải Âu 2, căn số 36 và 36 cũng là tỉnh Thanh Hóa luôn đấy. Mã tỉnh Thanh Hóa. Đấy, Thiên Định lại vòng ra bên này là ra đến đường 52m rồi quý anh chị ạ. Ok, ngày cuối tuần thì Thiên Định cũng xin chúc toàn thể quý anh chị chúng ta có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, sức khỏe bên người thân và bên gia đình của mình. Hãy cố gắng rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để có thể là vượt qua cái tình hình dịch Covid hiện tại, được không ạ? Vâng, và Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị chúng ta những video tiếp theo. Thiên Định cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị đã theo dõi và hãy nhớ ấn nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nha quý anh chị nha. Thời gian vừa rồi thì là Thiên Định cũng bận, cũng khách cũng nhiều thì cũng có ra nhưng mà không ra được nhiều video như đợt trước. Nhưng mà Thiên Định cũng sẽ cố gắng hơn, thời gian tới sẽ ra nhiều video hơn để giúp cô chú anh chị chúng ta cập nhật được thông tin nhiều hơn về dự án Vinhome Ocean Park của anh chị nhá. Vâng, Thiên Định xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nha.